Đây, xin hướng dẫn các bạn làm hoa hồng từ vỏ bút bi cũ. Thì ta tận dụng để làm một cái nọ hoa hồng từ vỏ bút bi, trang trí trong các góc tập của mình. Chúng ta hơ vỏ bút bi trên cái nến sao cho đến khi đạt cái độ nóng cần thiết thì chúng ta bắt đầu kéo ra. Và chúng ta giữ cho đến khi nó khô cứng trở lại. Đấy, vậy là đã cứng. Đó, chúng ta sẽ làm tiếp cái phần hoa hồng. Chúng ta sẽ hơ nóng bột bi. Sau đó chúng ta tiến hành ấn. Và sao cho nó ấn và căn chỉnh cho nó cân đối. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được một bông hoa hồng mà làm từ các cái vỏ bi cũ. Thì để có các màu khác nhau thì chúng ta có thể là sử dụng sơn các màu khác nhau, hoặc chúng ta dùng các cái loại vỏ bi khác nhau thì chúng ta sẽ tạo được những bông hoa như thế này. Đây, mình đã làm một số cái bông hoa đây. Đấy. Mình cũng có thể hơ cái phần cài bút để tạo thành cái lá của bông hoa. Đây, một số bông hoa có lá. Thế là chúng ta tạo ra một tập hợp nhiều màu khác nhau, chúng ta sẽ được một cái bó hoa hồng. Đấy, từ vỏ bi như thế này. Đây, phải cắm một cái nọ nhỏ cũng rất là đẹp. Chúc các bạn thành công.